Hello tất cả các anh em thợ nhôm kính nha. Hôm nay là mình lại đi lắp một bộ cửa slim 3 cánh ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khách hàng này trước đây cũng làm đủ cách để ngăn cái phòng này mà cuối cùng vẫn chưa thành công. Những lần trước làm là đều phải phá bỏ đi nhá. Và đến lúc này là thay bằng cái cửa slim như này. Thì đây là một giải pháp rất là tốt. Đấy, ngăn cái phòng bếp với lại cầu thang. Đấy, bỏ ra một đống tiền. Nhưng mà thực tế là công năng sử dụng nó rất là cao. Đấy, view có này. Lối đi thì thoải mái này. Không gian rất là thoáng. Lúc nào cần kín đáo, kín mùi thì lại đóng cửa vào. Hoặc là thích mát thì bật điều hòa. Và khi dùng điều hòa thì nó không bị tốn điện mấy. Để nó mở lùa được trơn tru êm ái thì nó có thông qua một cái sợi dây gọi là dây Corua nhé. Mình cứ hình dung nó giống như là một cái bộ nhông xích của xe đạp ấy. Thì vấn đề là cái nhông rồi là cái bánh xe dẫn hướng ở bên dưới nữa đều là gắn ở cái cánh ở giữa. Thì cái dây Corua này nó cũng đấu nối rất là phức tạp đấy. Thành ra là để mà nói thông qua những cái video này thì nó cũng hơi khó. Ở Hà Nội thì đất đai rất là đắt đỏ nhé, tấc đất tấc vàng. Cho nên là chỗ này mà bố trí được cái cửa slim rất là hợp lý. Thì bộ cửa này là mình dùng kính cường lực 8 ly nhá. Bản cánh cái bề rộng của nó được 4 phân. Thế còn khung bao khi mà ba cánh như này thì cái khung bao của bề rộng của nó được 17 phân. Đặc điểm của những cái loại cửa này là khi mình lắp là chắc chắn là phải dùng máy bắn cốt nhé, tại vì độ chính xác của nó rất là cao. Thì khách hàng nào ở Hà Nội mà muốn có những cái bộ cửa slim như này thì cứ alo theo số điện thoại tôi để ở dưới màn hình nhá. Mọi người nghe kéo cửa nó có cái tiếng kêu két két ấy, thì đó nó ở cái bánh xe dẫn hướng ấy. Khi mà cái cánh mà mình cái cánh hai cái cánh bên ngoài mà nó sẽ thấp hơn so với cánh ở giữa, là nó tùy vào cái gầm của cái cánh này. Chính vì thế là mình sẽ nâng cái cánh hai cánh bên ngoài cao lên bằng cách là nâng cái bánh xe lên, vặn vít cho nó cao lên. Vậy là chỉnh nốt mấy cái cánh rồi là bơm keo nữa là xong. Ok anh em. Giờ thì lại nói lời tạm biệt nhá. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào.